Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sự kiện lịch sử bi thương nhưng cũng đầy sức mạnh, trận lụt miền Trung Trung Quốc năm 1931. Tôi thực sự rất tò mò về thảm họa thiên nhiên này, không chỉ vì quy mô khủng khiếp của nó mà còn vì những câu chuyện đằng sau nó. Thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng người đã dành nhiều năm nghiên cứu về chủ đề này. Xin chào giáo sư Hùng, xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được chia sẻ những hiểu biết của mình về trận lụt năm 1931. Ngọc Mai nói đúng, đây là một sự kiện rất đáng để tìm hiểu. Bạn có biết rằng trước khi thảm họa này xảy ra, Trung Quốc đã trải qua một đợt hạn hán kéo dài, khiến nhiều người lầm tưởng rằng nguy cơ lũ lụt đã không còn. Thật sao? Tôi cứ nghĩ hạn hán thì làm sao có lũ lụt được chứ? Đó chính là điều thú vị. Hạn hán khiến đất đai khô cằn không thể hấp thụ nước. Khi mưa lớn và tuyết tan ập đến, nước không thấm xuống đất được mà chảy thẳng vào sông, gây ra lũ lụt kinh hoàng. Cũng giống như khi bạn đổ nước lên một miếng bọt biển khô, nước sẽ thấm hết. Nhưng nếu đổ nước lên một cái đĩa, nước sẽ tràn ra ngoài. Nói về những câu chuyện đằng sau thảm họa, Ngọc Mai có biết rằng có một sự kiện được xem là bước ngoặt của trận lụt này xảy ra vào một đêm tháng 8. Vào đêm ngày 25 tháng 8 năm 1931, nước lũ đã phá vỡ đê gần hồ Gao Yô, tỉnh An Huy. 200.000 người đã thiệt mạng trong khi đang ngủ. Sự kiện này như một lời cảnh tỉnh về sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Ngọc Mai nghĩ sao về nguyên nhân của trận lụt này? Liệu nó hoàn toàn là do thiên tai hay còn có yếu tố con người? Tôi nghĩ chắc chắc là do mưa bão lớn bất thường thôi. Chắc là thiên tai rồi. Đúng là mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp, nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Hãy tưởng tượng một dòng sông, nó giống như một đứa trẻ hiếu động. Nếu chúng ta không biết cách dạy dỗ nó bằng hệ thống đê điều vững chắc, nó sẽ quậy phá khi có cơ hội. Việc phá rừng, canh tác, đất ngập nước và xây dựng đê không đúng cách đã khiến đứa trẻ này trở nên khó kiểm soát hơn. Thêm vào đó, nạn tham nhũng khiến ngân sách duy tu đê điều bị cắt xén cũng là một phần nguyên nhân. Điều này thật thú vị. Vậy là con người cũng góp phần vào thảm họa này. Vậy chính phủ đã phản ứng như thế nào trước tình hình này? Chính phủ lúc bấy giờ đã thành lập Ủy ban Cứu trợ Lũ Lụt Quốc gia, huy động cả chuyên gia trong nước và quốc tế, thậm chí cả hai phi công nổi tiếng Charles và Ann Lindbergh cũng tham gia khảo sát trên không vùng bị lũ lụt. Có một chi tiết khá thú vị. Ngọc Mai có biết ai là người nắm quyền điều hành nỗ lực cứu trợ này không? Tôi đoán là mang chức cấp cáp cao của Trung Quốc. Không phải đâu. Đó là John Hope Simpson, một chuyên gia người Anh được liên đoàn các quốc gia cử đến. Thật bất ngờ phải không? Ngọc Mai có nghĩ rằng việc này có liên quan đến bối cảnh chính trị phức tạp lúc bấy giờ không? Chắc chắn rồi. Trung Quốc đó đang bất ổn rồi lại còn bị Nhật Bản xâm lược nữa. Chính xác. Bối cảnh chính trị đã khiến việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Việc vận chuyển lương thực cứu trợ giống như một cuộc chạy đua với thời gian và cả kẻ thù. Tàu chở ngũ cốc phải vượt qua sự phong tỏa của hải quân Nhật Bản, rồi lại phải đối mặt với cướp biển và quân cộng sản trên đường vận chuyển vào nội địa. Ngọc Mai, bạn có biết người ta đã ví von công sức xây dựng đê điều trong chiến dịch cứu trợ này như thế nào không? Tôi không biết. Giáo sư có thể cho tôi biết được không? Người ta nói rằng, số đất được đào đắp trong 6 tháng đủ để xây một con đê cao 2 mét, rộng 2 mét, vòng quanh đường xích đảo. Một con số thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này vẫn còn nhiều góc khuất. Ngọc Mai nghĩ sao về hiệu quả thực sự của những nỗ lực cứu trợ này? Tôi nghĩ là nó đã giúp đỡ được rất nhiều người dân. Nhưng với quy mô thảm họa lớn như vậy, chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn. Ngọc Mai nói đúng. Bên cạnh những thành công được ghi nhận, tỷ lệ tử vong trong các trại tị nạn lại rất cao, thậm chí còn cao hơn ở các vùng nông thôn. Lý do là vì điều kiện vệ sinh kém, dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Thêm vào đó, việc nhập khẩu một lượng lớn lúa mì từ Mỹ, tuy giúp giải quyết nạn đói trước mắt, nhưng lại gây ra những hệ lụy tiêu cực về kinh tế lâu dài cho nông dân địa phương. Và chỉ vài năm sau, vào năm 1935, khi lũ lụt quay trở lại, nhiều con đê mới xây đã bị vỡ. Điều này cho thấy công tác khắc phục hậu quả chưa thực sự triệt để. Những thông tin này thật sự khiến tôi suy nghĩ. Vậy, ngoài chính phủ, người dân đã tự cứu giúp lẫn nhau như thế nào, thưa giáo sư? Trước khi chính phủ can thiệp, người dân đã tự lực cánh sinh bằng nhiều cách. Họ tìm kiếm thức ăn hoang dã, cho thuê thuyền, thậm chí là ăn xin hoặc trộm cắp để sống sót. Những hành động này tuy không được xã hội chấp nhận nhưng đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ngọc Mai thấy đấy, lịch sử không chỉ là những con số khô khan mà còn là những câu chuyện về sức mạnh, sự kiên cường của con người trước nghịch cảnh. Cảm ơn giáo sư Hùng vì những chia sẻ vô cùng quý báu. Qua câu chuyện về trận lụt miền Trung Trung Quốc năm 1931, chúng ta không chỉ hiểu hơn về lịch sử mà còn rút ra được nhiều bài học về quản lý thiên tai về sức mạnh của cộng đồng và về lòng nhân ái giữa con người với con người. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.